phố Hồ Chí Minh tuyển chọn tài năng piano. Piano House International và Tổ chức Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu, Ampa Education, đã hợp tác mang đến cuộc thi piano quốc tế, đường đến nhà hát danh tiếng Carnegie Hall. Piano House International Competition, do Rốt to Carnegie Hall, lần đầu tiên tại Việt Nam. Vòng sơ khảo trực tiếp sẽ diễn ra tại sân khấu Sunlight Project Complex, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 17 tháng 5 này. Những tài năng ở mọi lứa tuổi, từ 3 tuổi trở lên, tự tin với khả năng trình diễn piano đều có thể dự thi để có cơ hội tỏa sáng và trình diễn trong đêm gala chung kết cuộc thi piano quốc tế, đường đến nhà hát huyền thoại Carnegie Hall, tại nhà hát Carnegie Hall ở thành phố New York, Mỹ. Quán quân cuộc thi sẽ có cơ hội biểu diễn tại các buổi hòa nhạc quốc tế ở Hungary, Đức, Singapore, Đài Loan, New York. Vòng loại tại Việt Nam là một phần quan trọng của tour vòng loại cuộc thi đường đến nhà hát danh tiếng Carnegie Hall. Các điểm dừng chân của hành trình này gồm: Bangkok, Đài Loan, Singapore, Surabaya, Việt Nam và Medan, Indonesia. Các thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tiếp tại http://competition.piandohouse. Trên trên Nghệ sĩ piano quốc tế Adam Giorgi, người có màn biểu diễn tuyệt đỉnh tác phẩm Winter Wind của Chopin tại lễ khai mạc EURO 2012 Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA ở Warsaw sẽ tham gia buổi tuyển chọn vòng loại tại thành phố Hồ Chí Minh với vai trò giám khảo cuộc thi. Được biết đến qua những phần trình diễn ấn tượng các tác phẩm của nhà soạn nhạc Liszt, Adam Georgi và những buổi trình diễn của anh đã được báo The New York Times ca ngợi là vui tươi, tinh tế và ấm áp. Adam Georgi tin rằng giáo dục âm nhạc nghệ thuật có thể thay đổi cuộc sống của một cá nhân hay một cộng đồng. Anh đã thực hiện nhiều dự án dành riêng cho các nghệ sĩ piano ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh và năng lực. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Việt Nam lần này, Adam sẽ có buổi dạy kỹ năng nâng cao, trực tiếp hướng dẫn, điều chỉnh các lỗi kỹ thuật biểu diễn nhằm giúp các học viên Việt Nam hoàn thiện hơn kỹ năng trình diễn piano của mình. Adam Viori chia sẻ trước khi đến Việt Nam, cuộc thi piano quốc tế này được tổ chức nhằm mục đích mang lại cơ hội và kinh nghiệm cho trẻ em Việt Nam từ khi còn rất nhỏ để đưa tài năng của các em lên một trong những sân khấu danh tiếng nhất thế giới, nhà hát Carnegie Hall. Tôi vẫn còn nhớ cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào kể từ giây phút được biểu diễn tại Carnegie Hall. Bắt đầu từ hội trường nhỏ và tốt nghiệp tại hội trường lớn. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều ứng viên trẻ tuổi tham gia và thi đấu ở đêm gala chung kết tại New York vào ngày 16 tháng 9 năm 2019.